Chiều ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã quyết liệt yêu cầu và tổ chức lực lượng hỗ trợ một hộ gia đình tự giác tháo dỡ công trình dựng lều lán trái phép trên hành lang giao thông. Đó là trường hợp hộ gia đình ông Đàm Văn Dũng, người địa phương, đã tự ý dựng lều lán trái phép trên hành lang đường 379, đường Hà Nội Hưng Yên kéo dài, với diện tích vi phạm gần 80m². Đây là lần thứ hai hộ ông Dũng vi phạm. Trước đó, ngày 7 tháng 2 năm 2024, khi phát hiện hộ ông này dựng lều lán trái phép, Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú đã yêu cầu và tổ chức lực lượng hỗ trợ gia đình tháo dỡ công trình vi phạm. Ngoài xử lý nghiêm hộ ông Dũng, trước đó xã Yên Phú đã rà soát tổ chức ký cam kết và giải tỏa khoảng 30 hộ dân buôn bán kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại khu vực ngã ba Từ Hổ.